Một mẹo này có thể bắt được giọng nam, giọng nữ, đại đa số những bài bolero. Người nữ hát cao thì chúng ta đánh tông lại thử, có những hợp âm quen thuộc. Nam cao là hát tông Rê thử. Những hợp âm ở giọng Lê Thứ mà chúng ta chưa quen cũng đừng có lo. Chúng ta chỉ cần dùng capo kẹp ngang ngâm và những thế tay quen thuộc của La Thứ là chúng ta cũng đang đánh ở giọng Lê Thứ rồi. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Những hợp âm dễ nè, nhịp chân à. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Các bạn đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta một like nha. Nếu dây đàn guitar của anh chị bị rỉ sét, bị rít, đánh nó còn không còn hay được nữa thì đừng có lo, cần nhấc điện thoại lên và đặt cái số bên dưới, bên em sẽ giao dây tận nơi đến quý anh chị và các bạn. Hai bộ dây được yêu thích nhất hãng của Alice có chốt các chìm Alice này. Hai bộ dây này chỉ có 150.000 và được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ tặng thêm một cái giáo trình để chúng ta học đàn cùng với chương trình Guitar Phúc, có những cái thế tay hợp âm bên đây nha. Tặng giáo trình nè, rồi tặng cái tay quay để chúng ta quay này, để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè. Vô dây quấn nhiều vòng, dây 1-2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Tặng kèm một cái hộp bích với hai cái bích, hai bộ dây chính hãng, tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi, miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng để nhận được những ưu đãi sớm nhất nha. Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay sắp em về cùng ngoài ô có cỏ bông mây. Ở đây đêm vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói dương rằng lối tỏ quen. Tóc mây thơm bụi cỏ, đưa anh thoát xa dần. Vùng trần gian với những vô tư, cỏ mây đang giấu chân tròn, đường đi bước mòn. Giờ khi người đi, để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cấp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cấp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại hợp âm là chúng ta xuống 6 dây, nhịp chân xuống, rồi xuống lên nhẹ 3 dây. Cứ như vậy chúng ta làm nha. Xuống. Đó. Cứ như vậy nha, cứ như vậy. Non nước hồ tình quê mình xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều hồ Gươm vang bóng thời xưa. 36 phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngần ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Và nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo của mình. Bộ kết nối không dây của đàn đa loa chính hãng, chất lượng và rất là nhiều anh em nhà công yêu thích. Sweep Audio thường là bên Khánh sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng, nên là cái chất lượng là bắt buộc bên Khánh phải test thật là kỹ. Sổ hướng dẫn sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha. Rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Dù đây là cái quy rất là thường thôi, nhưng mà tiếng ra rất là sạch.
Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Gặp thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chất giá hiện tại là 799.000 và miễn phí vận chuyển tận nơi. Nhanh tay đặt hàng vì số lượng rất có hạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều vì cái điệu ba lá chậm. Ba lá chậm là 3 1 2 3 3 1 2 3. Bây giờ thì nhịp chân theo thử nha. Khánh sẽ làm hai cách luôn, một là lại nhẹ, hai là móc ba lá chậm luôn. Vô. Nếu mai sau anh và em có xa, đừng lo nhé, có anh đây mà. Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có anh luôn đời mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để bên anh nhận hết, bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Lưu clip này về để mỗi ngày chúng ta tập cho nó vui nha. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta một like nha. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước dài êm đềm. Đây là nhịp cầu tre. Có cái quà sách rất là dễ thương nha, bỏ vô cốp xe mang đi đâu cũng được. Pin sạc, hai cổng kết nối. Anh em mà muốn chơi guitar, cắm một cổng guitar input nè, guitar điện cũng được luôn ha. Là mình muốn hát karaoke thì mình gắm vô cổng bên đây. Tình yêu đó vơi phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ tôi không cho. Đây là nút Bluetooth nha, ấn và giữ là bật tắt Bluetooth nè. Tặng kèm một cái dây sạc, cắm sạc vào đây, cổng Type C và chính hãng của Aroma. Anh em có điều kiện là mua cái loa này rất là thuận tiện luôn, để ở nhà chúng ta có thể nghe nhạc nè, rồi chúng ta có thể rảnh chúng ta hát karaoke được nè, kết nối Bluetooth được nè, chúng ta có thể là chơi guitar được luôn nè, mà rất là gọn, rất là tiện luôn.